Hôm nay đi đâu mà lạ dữ vậy ta? Hôm nay đi đến Mai Nguyên. Vẫn là sự kiện ra mắt GoPro Hero 12 Black. Nhưng mà hôm qua thì mình đã đi ở Quest Access tổ chức rồi. Hôm nay đi tới chỗ anh Mai Nguyên tổ chức nha. Đi thôi. Ở trong giới GoPro và trong giới công nghệ thì anh Mai Nguyên là một trong những TikToker cũng như là một trong những người đại diện rất là nổi tiếng. Hiện tại thì đang tổ chức ở nhân tầng nên mình sẽ lên tầng xem thử nha. Còn đây là không gian của tầng dưới, cửa hàng anh Mai Nguyên. Đây. Ai cũng có công việc, ai cũng có kế hoạch trước đó rồi. Sự kiện khu vực bên này là khu vực nước, đồ ăn. Rồi, khu vực bên tay trái là khu vực khách ngồi, khách mời được ngồi chứ, khách ngồi là khách dự trữ. Và phía trên kia là anh Mai Nguyên. Đó, mọi người nhìn thấy anh Mai Nguyên không? Đây là khu vực trải nghiệm GoPro Hero 12. Đó, hai con GoPro vào trong nước nha, để test kính tính trong nước. Mọi người thấy cái bể cá này quen không? Ngày hôm qua mới gặp đúng không? Ở đây là một con GoPro nè. Ở đây cũng có một con GoPro ở trên nó nữa. Đó, GoPro đã đồng hành cùng với anh Mai Nguyên trên rất là nhiều chặng đường rồi. Con xe bự quá ha. Thì đây là khu vực mà tí nữa mà anh Mai Nguyên sẽ đứng đây phát biểu. Hiện tại còn đang chiếu clip của anh Mai Nguyên nữa. Và đứng từ đây nhìn xuống phía dưới sẽ như thế này. Tí nữa thì mọi người sẽ đến và lấp đầy hết chỗ này luôn. Và ngày hôm nay khi tham dự sự kiện tại anh Mai Nguyên thì mình cũng được nhận một phần quà giống như ngày hôm qua luôn. Thì trong phần quà này cũng bao gồm nón nè và ly cũng như là sticker của nhà GoPro. Alo alo mọi người ơi, và bây giờ mình đang có mặt tại bàn trải nghiệm GoPro rồi. Các bạn có thể thấy là ở đây là GoPro Hero 12 nè. Và cái này là Hero 11. Thì cái sự khác biệt của nó về ngoại hình là không có nhiều đúng không? Lần trước mình unbox thì mình cũng có nói rồi nè. Đó, về kích cỡ thì khá là giống nhau, chỉ khác một số cái ngoại quan như là có đốm xanh ở GoPro 12. Và cái nút ở trên này sẽ không còn màu đỏ nữa. Đây, mọi người thấy không? Đó. Rồi, về một số cái đặc tính mà được nâng cấp nhiều hơn khi mà mình tham dự hai cái bữa ra mắt luôn, thì mình thấy là được đề cập là đầu tiên là Hero 12 đã quay được video ở chế độ HDR. Cái tiếp theo là chống nước ở 10m. Đây, các bạn thấy không? Và có một cái là cái sự tích hợp ngàm ở phía dưới này. Là ngàm ở đây đây, mọi người nhìn như thế này sẽ dễ hơn. Cái này đã được gắn vào rồi. Thì thay vì là bị tách rời ra hoặc là không có như là những cái đời trước, thì ở đây đã được tích hợp cái ngàm này rồi. Mọi người rất là dễ dàng gắn vào những cây tripod. Đó, dễ hơn không? Rồi, ngoài ra còn một số tính năng gì ta? Ví dụ như là chống rung Hyper Smooth 6.0 thì cái này đã cải tiến hơn rất là nhiều. Và các bạn thử nghĩ nha, ngoài ra còn thêm một cái chế độ là khóa đường chân trời nữa. Và hiện cái chế độ này cộng với cái chế độ chống rung Hyper Smooth có thể mang đến một cái trải nghiệm hình ảnh và video chất lượng tốt hơn rất là nhiều nữa. Sẽ không bị chống rung, rung lắc rất là nhiều. Mọi người quay chạy xe hoặc là mọi người chạy bộ hoặc là như thế nào đó thì cái hình ảnh của mọi người mang đến sẽ chất lượng hơn nhiều nữa. Để xem là còn chức năng gì nữa không ta? Đây, mình test thử một xíu nha. Đây, cái máy này đều được kích hoạt rồi. Nếu mà đúng lý á, thì đến ngày 13 mới được kích hoạt. Nhưng mà ngày hôm nay và ngày hôm trước thì do là hai cái sự kiện tổ chức cho nên là để được kích hoạt trước rồi nè. Để mình thử nha. Đây, à nhắc đến cái chữ lens, nhìn thấy chữ lens mình mới nhớ. Thì cái thiết kế của Hero 12 này, hãng còn cho ra mắt thêm một cái thiết bị đi kèm. Thật ra là không hẳn là đi kèm nhưng mà là một cái thiết bị nâng cấp hơn để các mọi người có thể mua đi kèm. Đây, gọi là Matte Lens Mod 2.0 thì hình như là ở đây hiện tại không có. Nhưng mà cái Matte Lens Mod này nó có thể biến cái GoPro của các bạn giống như là một cái máy quay phim vậy đó. FOV sẽ mang đến chất lượng hình ảnh tuyệt vời hơn rất nhiều. Có một cái rất là đặc biệt đó là chế độ quay 9:16 thì rất là thích hợp cho mọi người. Đây nha, thích hợp cho những anh chị nào làm TikToker nè, hoặc là đăng những cái short video lên trên YouTube hoặc là trên Facebook. Đây, và mọi người nhìn thử nha, mình đang chỉnh chế độ đó luôn á. Rồi, có một cái đặc biệt mà hiện tại ở đây mình không có tai nghe không dây, nhưng mà em GoPro Hero 12 này đã có thể kết nối được với tai nghe không dây và thu âm trực tiếp cho nó luôn.
tức là mọi người sẽ không cần phải gắn những cái micro như thế này rời rạc, mọi người chỉ cần kích hoạt em nói với AirPods chẳng hạn, hoặc là những cái tai nghe là đã đủ rồi. Thật ra thì hồi nãy mình có nghe anh Nguyên chia sẻ là cái AirPods cũng như là những cái tai nghe khác nhau thì nó sẽ có cái cách kích hoạt cũng như các hoạt động khác nhau, thì cái đó sẽ phải test nhiều hơn nữa. Có thể là những cái clip sau hoặc là những anh chị khác reviewer chia sẻ thì mình sẽ cố gắng giới thiệu và cập nhật cho mọi người nha. Ngoài ra thì em GoPro Hero 12 này hãng đã bỏ đi một chức năng, đó là chức năng GPS. Thì khi mà bỏ đi cái chức năng này á, bù lại cái pin sử dụng sẽ lâu hơn. Và mình nhớ nha, mình nhớ thôi, đó là hãng đề cập là pin sẽ lâu hơn khoảng độ 2 lần, gấp 2 lần. Thì cái này chắc là mình sẽ phải test thử đã, rồi mình sẽ chắc chắn ở những video sau nhé. Bye bye mọi người, tí nữa thì mình sẽ đi tham quan một vòng ở khu này, cũng như là đưa ra những cái review đánh giá tốt hơn, hoặc là những cái sự kiện ra mắt GoPro ở địa điểm khác, chắc là mình sẽ cố gắng tham dự thêm lần nữa để có thể cập nhật cho mọi người nhiều hơn. Bye bye.